Hello, xin chào các bạn. Ở trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể vẽ được một cái mặt cắt cầu thang ở trong cái bản vẽ mặt cắt. Nó sẽ là như nào? Thì ở trong cái bản vẽ mặt cắt nhá, cái phần cầu thang là cái mà có thể nói là nó khó vẽ nhất ở trong cái phần mặt cắt này. Thì để mà vẽ được cái mặt cắt cầu thang này á, thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải là, uh, thường ấy là chúng ta sẽ phải gióng từ cái mặt bằng, chúng ta sẽ gióng lên. Và ở đây nhá, mình sẽ lấy cái bản vẽ mặt bằng ở uh, tầng 1 ở đây và mình sẽ cóp ra tại vì cái bản vẽ mặt bằng này á cái phần thang là nó không thể hiện hết cái phần thang thì mình sẽ lấy cái phần thang ở cái bản vẽ tầng 2, ở đây đó và mình sẽ cóp cái phần bản vẽ mặt bằng này ra ở đây rồi và cách để chúng ta vẽ cái phần mặt cắt của cầu thang thì trước khi chúng ta vẽ mặt cắt thì các bạn sẽ phải xác định được là uh, cái đây chúng ta phải xác định được cái phần mặt cắt này, này nó là cắt qua đâu ở mặt bằng và cái hướng nhìn của nó là như nào. Thì đây nhá, do là cái này là mình uh, thể hiện nên là mình biết luôn là nó sẽ là uh, cắt qua chỗ này, mình sẽ dùng cái đường uh, polyline này, mình sẽ vẽ nó vào đây. Ok, mình để chỗ này cho nó màu đỏ đi. Red này. Đó, uh, mình sẽ biết được là à cái thằng này nó sẽ cắt qua chỗ này và để mà vẽ mặt cắt đấy, đầu tiên thì mình sẽ là xoay cái bản vẽ này lại, RO này. Mình sẽ xoay cái bản vẽ mặt bằng này lại đó rồi à, thì à, để cho tiện đấy, có thể các bạn à, sẽ làm như sau. Đầu tiên mình sẽ chọn hết tất cả bản vẽ mặt bằng này, à, mình sẽ đóng block nhanh cho nó. Mình bấm Ctrl X này, Ctrl Shift V này, đóng block nhanh nhá. Để à, mục đích là mình hiển thị mỗi cái phần cầu thang này thôi. Khi đóng block xong, mình sẽ cho nó hiển thị mỗi phần cầu thang thì mình chọn vào đối tượng này. À, mình nhập cho nó là XC, lệnh là X clip nhá. XC cách này, cách phát nữa này, cách này và mình sẽ là Uh, quét chọn cái vùng qua cầu thang như này thôi, quét chọn uh, như này, ok, là các bạn sẽ thấy là uh, mình chỉ hiển thị mỗi cái phần của cái cầu thang ở đây rồi, và bây giờ mình sẽ là di chuyển cái phần mặt bằng này uh, cho nó trùng với cả là cái phần mặt cắt của chỗ cầu thang ấy, thì để mà cho nó trùng ấy thì có thể mình sẽ vẽ một đường x line xl này, mình vẽ một đường x -line vào đây, đấy, đây là trục e nhá, thì mình sẽ di chuyển cái cầu thang này vào đây, mở cách đây mình sẽ di chuyển cái cầu thang cho nó trùng với cả là cái phần đường gióng này. Ok. Đó, rồi, sau đấy mình có thể là uh, xóa cái đường này đi. Là mình đã di chuyển được cái mặt bằng nó sẽ đúng với cả cái phần mặt cắt ở đây rồi. Rồi, à, và khi chúng ta vẽ chẳng hạn mình sẽ cho nó gần hơn một chút nữa. này cho nó gần uh, gần như này. Đó, để anh em có thể uh, tiện theo dõi nha Đầu tiên mình sẽ dùng cái lệnh X-Line mình sẽ gióng hết tất cả những cái uh, phần bật cầu thang mình sẽ giống từ uh, mặt bằng lên đây mình sẽ vẽ những đường ít line này mình sẽ copy nó lên copy nó vào đây đây mình sẽ copy hết tất cả những cái đường này nhá tất nhiên thì cái phần mặt cắt nó sẽ có nhiều cách uh, để chúng ta vẽ nhưng mà mình sẽ hướng dẫn bạn một trong những cách mà mình thấy nó cũng uh, khá là hay rồi ok à, khi mà chúng ta có những đường giống này này các bạn có thể nhá chọn vết chọn vào những đường gióng này à, các bạn sẽ là cho nó cái màu nó sẽ tối hơn một chút mình chọn vào cho nó là select color này đây mình chọn vào là 250 đi ok cho nó tối tối này và mình chỉ cần tối tối này thôi dr cách b cách này đó rồi thì các bạn sẽ uh, xem ở trên cái phần mặt cắt là nó sẽ có những cái đường gióng này rồi à, tiếp theo chúng ta sẽ là uh, xác định được đấy chính là cái chiều cao của mỗi bậc của cái phần cầu thang nó là như nào thì để xác định chiều cao thì các bạn sẽ phải uh, xem là nó sẽ từ đây từ tầng 2 xuống tầng 1 này nó chia làm bao nhiêu bậc thì chúng ta sẽ là chia nó ra. Ở đây mình sẽ đếm nhá. Anh em sẽ phải đếm. 1 này, 2 này, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 và 21 bậc. Đây 20 bậc 20 này lên cái tầng 2 đây là cái uh, bậc số 21 thì nó sẽ có 21 bậc. Thì các bạn có thể là vẽ một cái đường line vào đây. Đó, sau đấy các bạn uh, sẽ dùng cái lệnh này chính là DIV, DIV này, cách này. Chọn vào đối tượng này, các bạn chia thành 21 đoạn bằng nhau, 21 cách đấy ở đây là mình đã chia rồi nhá nhưng mà nó là những cái điểm chấm như này các bạn là không thể thấy được thì để mà các bạn có thể tiện uh, thấy á, thì các bạn sẽ là uh, vào cho mình ở đây nó sẽ chưa hiện cái thành show menu ba đây các bạn sẽ vào cho mình phần là format này chọn vào cho mình là font style này đấy thì nó sẽ hiện ra cái bảng font style bảng này ở sau bảng này các bạn có thể chọn vào cho nó những cái ký hiệu khác ví dụ mình chọn dấu cộng đây chẳng hạn mặc định nó đang dấu chấm nhá mình chọn dấu cộng này ok này đó, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ xuất hiện cho ta những cái dấu cộng là như này thì đây là những cái khoảng cách nó bằng nhau các bạn cũng có thể dùng lệnh X Line X xl cách này đấy sau đó các bạn sẽ là uh, copy cái đường này lên một hai ba đấy mình sẽ copy uh, những đường này lên nhé từ đây copy lên cho nhanh ok đấy, thí dụ mình sẽ uh, copy như này và mình cũng chuyển những cái nét này cho nó là tối hơn một chút đấy mình cho tối kiểu vậy cho để ra dễ nhìn dr cách b cách này nó ok sau khi chúng ta đã giống được như này rồi đó, thì các bạn đã bắt đầu ở chúng ta vẽ từng cái bậc một và các bạn sẽ phải xác định được cái hướng cầu thang là nó một bậc một nó bắt đầu từ đây nó đi lên nó đi lên như này đó thì cái nét cắt của chúng ta cắt qua đây là nó cắt qua cái bậc thứ hai bậc này bậc thứ nhất này đó, cắt qua bậc thứ hai thì uh, chúng ta sẽ phải xem cái cốt cao độ của bậc thứ hai nó sẽ nằm ở đâu ví dụ như là uh, đây là bậc thứ nhất này bậc thứ hai thì cốt nó nằm ở đây nó sẽ cắt qua cái đường thứ hai ở đây thì thường là ở những cái chỗ này nhá cái bậc thứ hai này ở chỗ này này nó sẽ là uh, thường là cái bản bê tông cốt thép luôn thì các bạn sẽ dùng cho mình đấy là nét là nét bê tông cốt thép ở đây mình sẽ tích vào đây này mình chọn vào cho nó nét cột bê tông cốt thép này đó uh, mình vẽ một cái đường line vào đây Ok, đây là cái cốt của tầng 2 này, nó cắt qua bê tông cốt thép này. Tiếp theo, bê tông cốt thép mình sẽ cho cái bản thang của nó là dày 100 thì mình offset o okay, cách 100 này. Nó sẽ có bản thang và cái bậc thang nhá. Đó, rồi. Thế thì tiếp theo, ở những cái phần ở phía dưới này nó là cái gì? Thì các bạn sẽ thử tưởng tượng nhá. Ví dụ như là cái cầu thang của ta ở đây mình vẽ cái 3D lên nhá. Ví dụ cái cầu thang của chúng ta nó là như này. Đây là cái mà cái nét cắt mà chúng ta cắt qua này. Đây là cắt qua của cái À, bậc thứ hai cái chỗ này của chúng ta nó là 100 trăm này em hình dung nha đó thì ví dụ như là cái bậc cầu thang của chúng ta nó sẽ là như này này ví dụ như là đây là cái bậc thứ hai của chúng ta nó như này đấy bậc thứ hai nó sẽ là như này đúng không thì đây là nó sẽ đi xuống này đấy, đây là bậc thứ nhất này đấy thí dụ vậy còn ở phía phía này nó nó chính là cái thân sàn nhá thì thí dụ như là chúng ta à, cấu tạo của nó nhá cấu tạo thì các bạn à, thì có thể là ví dụ ở đây nó sẽ là chéo 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 lại này đó ví dụ như ở đây là cái phần bản thang của chúng ta chẳng hạn đó thì khi mà chúng ta cắt qua ấy, cắt qua cái chỗ này này đây chúng ta cắt qua cái chỗ này này đó chúng ta nhìn theo hướng này thì chúng ta sẽ thấy được cái phần là cái phần ở phía sau tức là cái phần bản thang ở phía sau của cái của 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 cái bậc này anh em mình dụ này không nhỉ đó thì ở đây nhá các bạn sẽ phải vẽ ra cho mình đấy chính là nét thấy thì các bạn sẽ chọn vào nét thấy này ví dụ như là à, mình sẽ chọn vào một cái nét thấy đi APA nét thấy đây mình sẽ vẽ một cái hình tắc tang là như vậy ok đây là nét thấy nhá à, dr cách d cách đó rồi <laughs> là mình vẽ được bậc một này bậc hai này ở à, tiếp theo bắt đầu từ cái bậc thứ ba đổ lên đây bậc thứ ba là là, là, là cái bậc này thì các bạn như bậc hai ở đây 3D nhá thì nó sẽ đi lên này đúng không? Bậc 3 này, bậc 4 nó đi lên là như này. Đó, thì để mà chúng ta vẽ nó chuẩn ấy thì các bạn sẽ phải dùng cho mình cái nét đấy chính là nét tường. ABP nét tường nhá. Mình dùng nét tường này mình dùng like polyline, mình vẽ vào đây. Đấy, sau đấy mình sẽ là uh, copy cái đường này vào. Đó, đây là những cái bậc thang của chúng ta. Ok. Rồi đến ở đây nhá. Đến ở đây á thì là uh, nó sẽ phải đi lên một bậc nữa. Như này, đây các bạn xem ở cái đường gióng này. Đường gióng của chúng ta tức là nó đang nó đang nằm ở cái vị trí này thì tức là chúng ta có cái bậc nó đến đây rồi thì nó phải đi lên một bậc nữa thì nó mới đến cái cái bậc này được, đúng không? Thì ở cái chỗ này thường là cái chỗ này của chúng ta cũng làm bê tông cốt thép luôn. Đó thì uh, các bạn sẽ là chuyển cho mình nhá. M A dùng lại M A và mình sẽ đổi thành cái nét là uh, Uh, bê tông cốt thép là như này đây nét này nét bê tông cốt thép này đó và cái nét này của chúng ta nó sẽ là chạy vào đây đó thì nó sẽ chuẩn được chưa? OK và khi chúng ta có bậc thang này rồi thì các bạn có thể là uh, dùng cái nét bê tông cốt thép các bạn sẽ vẽ ra cho mình một cái đường line như này để chúng ta thể hiện là à, à chúng ta sẽ có một cái bản thang mình sẽ offset cái bản thang này offset này một cách mình sẽ offset cái bản thang này xuống ở đây, đây cũng là cái bản thang này chúng ta offset nó vào và chúng ta dùng fillet ép cách này, chúng ta sẽ là uh, nối những cái đoạn này lại. đấy là chúng ta sẽ có một cái phần uh, bản thang nó là như vậy. rồi tiếp theo, ở khi mà chúng ta có cái này rồi uh, thì chúng ta sẽ đến những cái bậc này, những bậc này thì các bạn thì chúng nó uh, bước lên, bước lên, bước lên. chúng ta nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy được cái chiều cao của bậc của nó thì chúng ta sẽ dùng cái dạng là nét thấy để chúng ta vẽ thì ở đây nó cắt qua đây thì chỗ này chúng ta sẽ là thấy nhá thì các bạn tính xem nó có bao nhiêu bậc ví dụ ở đây ở đây này nó đi lên là một bậc này hai bậc ba bậc nó đi lên ba bậc thì các bạn sẽ dùng nét thấy các bạn vẽ ra cho mình nhá ví dụ như là mình sẽ dùng cái uh, nét thấy ở đây đây chúng ta sẽ có nét thấy này Đấy mình sẽ dùng cái nét thấy này Nhìn vẽ vào cho nó rxc cách đây là một bậc này đây là hai bậc này ba bậc này ok đây là nét thấy nha rồi tiếp theo đấy là cái chúng ta đang đến cái bậc này và tiếp theo là những cái bậc này thì các bạn nó sẽ là mặt cắt nó sẽ là như này đấy nó sẽ là đi lên đi lên đi lên đi lên đi lên như này và nó sẽ đi lên hết đến cái phần chỗ này đến cái tầng hai đây luôn đó thì các bạn sẽ là vẽ ra cho mình đó, ví dụ mình vẽ p line l cách này Đấy và mình sẽ copy cái đoạn này Mình sẽ copy nó đi lên này Đi lên ở đây Đi lên ở đây Đó mình sẽ copy nó đi lên như này Ok Và các bạn thì dung là ở Khi mà chúng ta vẽ cái bậc Đây là bậc thứ 20 này Đó thì bậc 21 chúng ta sẽ đi lên đây Và đây chính là cái cốt sàn tầng 2 của chúng ta luôn Đó và các bạn sẽ vẽ cho mình một cái đường line vào đây, lờ cách này đó các vẽ một cái đường line. Và các offset nó vào ô okay, cách 100 cho cái bản thang nó sẽ dày 100. Và anh em hình dung là những cái vế thang ở chỗ này á là những cái đường này này cái đường đường line chỗ này này là chúng ta không thể thấy được tại vì là chúng ta sẽ thấy cái phần hoàn thiện của nó mà. Cho nên là các bạn sẽ xóa cái này đi. Ok, sau lại chúng ta là hoàn thiện và vẽ thôi. Mình sẽ x cách cách này. Chỗ này thường mình sẽ trim nó đi này. Đó thế là xong là chúng ta sẽ có một cái uh, phần thang là như này. Uh, sau khi vẽ xong nha các bạn sẽ là xóa hết những cái đường mà chúng ta gióng nó đi. Đây các bạn sẽ xóa hết nó đi. Như này. Đó các bạn sẽ xóa đi nhá. Thì đây chính là cái phần mặt cắt thang của chúng ta. Thì anh em có thể là uh, các bạn có thể là hack vào cho nó ví dụ như là mình sẽ hát cách này. Và mình sẽ thử hack nhá. Và mình sẽ chọn vào đối tượng mình sẽ hack phần tường trước đi. Và mình sẽ chọn vào cái chế độ là pick point này. Đây. Và mình sẽ tích vào những cái phần tường chỗ này, mình hack phần tường này trước. Ok, chỗ này là mình để là AC31 này. Ok này. Chọn vào nét là net hack này, yêu cầu chọn vào APA hack. Đây mình sẽ chọn APA hack này. Ok, cái này mình sẽ để là 220. review xem. Rồi, ok, như này là ổn rồi, mình bấm là ok này. Đây là về phần hack tường. Tiếp theo cái chỗ này bản chất của nó là cái dạng là bê tông cốt thép thì các bạn cũng có thể là hát uh, cách này các bạn cũng chọn vào đối tượng này, attic point này. Mình sẽ tích vào đây. Đó, mình sẽ là uh, đây có thể là uh, mình sẽ tích vào đây nhá, mình sẽ chọn vào cho nó cái chế độ là AC32 này. Ok này. Đó, mình chọn đối tượng rồi, skill ví dụ mình để 15 thôi. Preview xem. 15 nó hơi thấp quá vậy như mình sẽ để là 50. Preview. Đấy, đây là cái dạng là bê tông có thép này, ok này. Uh, các bạn cũng có thể là uh, hack cho nó thêm một phát nữa, ví dụ như là uh, mình sẽ hack vào cho nó ở đây mình sẽ ẩn đi cái này đi trước nhá đó mình hack tiếp này hack cách này mình vẫn chọn là đối tượng như vừa nãy này đây ok mình sẽ chọn thêm cho nó một cái là author này nick này ok này đó cái này nhá nếu mà chúng ta để nét hack ấy, thì nó không thấy ở đây đâu thì các bạn sẽ để cho mình là ví dụ là, nét thấy chẳng hạn tí mình sẽ đổi sau preview 50 có vẻ nó hơi hơi to mình sẽ để cho tầm khoảng 15 thôi Preview này Ok Đấy, sau đây mình sẽ lay on hết nó lên Thì các bạn có thể là đổi cái nét này nhá Thành cái nét là API hack Nó sẽ có một nét là API hack ở đây Đó, hoặc là nếu mà uh, Cái chỗ này mà mười lăm bạn thấy nó đang to quá Thì các bạn cho nó 10 thôi HE cách này, chọn nó hack HE cách Đây, mình cho nó là 10 thôi Mình nghĩ là hợp lý hơn Ok, đó Thế là xong Thì đấy là cái phần là để Cách để ta có thể vẽ một cái mặt cắt chính xác là như vậy Còn nếu mà anh em mà muốn vẽ nó Chi tiết hơn thì các bạn có thể là vẽ thêm cho nó là những cái phần lan can, ví dụ như là cái uh, lan can cầu thang tầm khoảng uh, 900 như này chẳng hạn. Rồi lại ở chỗ này nó nó sẽ đi xuống này, rồi là ở chỗ này nó sẽ là uh, đi chéo là như này, nó sẽ xuống đây. Đấy kiểu vậy. Thì đấy là cách để chúng ta có thể vẽ được một cái uh, mặt cắt của cầu thang. Đơn giản nó là như vậy thôi. Ok và chúc các bạn uh, thao tác thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.